Thưa quý vị và các bạn, những bông phượng đầu mùa đã bừng nở rực rỡ sau những ngày mưa và những ngày cao điểm trong lễ hội hoa phượng đỏ Hải Phòng 2018 chào mừng kỷ niệm 63 năm ngày giải phóng Hải Phòng cũng đã bắt đầu với gần 60 chương trình, sự kiện và hoạt động trên nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa, nghệ thuật, thể thao và giải trí kéo dài trong cả tháng 4 và tháng 5 tại giải trung tâm thành phố và các địa phương đơn vị. Lễ hội năm nay tiếp tục có những hoạt động ấn tượng, hứa hẹn mang lại những cảm xúc đẹp cho người dân đất cảng và du khách. Chúng tôi xin giới thiệu một số hoạt động nổi bật trong những ngày cao điểm của lễ hội. Ngày 10 tháng 5, chiếu phim Colombia tại Vincom Hải Phòng. Biểu diễn kịch nói và ca múa nhạc tại nhà kèm Vườn Hoa Nguyễn Du. Chiếu phim về đất và người Hải Phòng tại Rạp Công Nhân. Triển lãm sách báo tại Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật thành phố và Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố. Triển lãm sinh vật cảnh lần thứ 6 năm 2018 tại Vườn Hoa Tam Bạc. Trưng bày pano tuyên truyền chủ đề Hải Phòng vươn ra biển lớn tại Bảo tàng Hải Phòng. Các giải và hoạt động thể thao, hội chợ xúc tiến thương mại của một số quận huyện. Xuất bản tuyển thơ thành phố Hoa Thép Lửa, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hải Phòng. Ngày 11 tháng 5, lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài Liệt sĩ thành phố và tượng đài đồng chí Nguyễn Đức Cảnh. Triển lãm ảnh của tác giả Gabriel Garcia Marquez của Colombia tại Trung tâm Triển lãm thành phố. Biểu diễn nghệ thuật cải lương và nghệ thuật chèo tại nhà kèm Vườn Hoa Nguyễn Du. Triển lãm mỹ thuật gặp gỡ Hải Phòng tại Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật thành phố. Cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật Hải Phòng vươn ra biển lớn tại Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật thành phố. Triển lãm kỷ niệm 63 năm ngày giải phóng Hải Phòng tại Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật thành phố. Ngày 12 tháng 5, ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tại Trung tâm Du lịch Cát Bà. Biểu diễn hòa nhạc tại nhà kèm Vườn Hoa Nguyễn Du. Ngày hội xe cổ Hải Phòng đồng hành cùng hoa phượng kết nối đam mê tại nhà kèm Vườn Hoa Nguyễn Du. Liên hoan văn nghệ quần chúng tại Trung tâm Du lịch Cát Bà. Chương trình nghệ thuật đêm hội Hải Phòng vươn ra biển lớn tại quảng trường nhà hát thành phố. Chương trình bắn pháo hoa tại quảng trường nhà hát thành phố. Biểu diễn nghệ thuật quốc tế tại quảng trường nhà hát thành phố. Ngày 13 tháng 5, biểu diễn kèn đồng từ nhà kèn đến quảng trường nhà hát thành phố. Biểu diễn ca múa nhạc tại nhà kèn thành phố. Ngày 14 tháng 5, biểu diễn lân sư rồng tại sân quảng trường nhà hát thành phố. Từ 16 tháng 5 đến 18 tháng 5, liên hoan ca múa nhạc dân tộc và dòng âm nhạc dân gian đương đại các xã, phường, thị trấn thành phố Hải Phòng tại sân trước Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật thành phố. Ngày 18 tháng 5, chương trình nghệ thuật thiếu nhi hè 2018 tại nhà hát tháng 8. Chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 5, kỷ niệm 63 năm ngày giải phóng Hải Phòng và lễ hội hoa phượng đỏ Hải Phòng 2018. Thành phố cũng tập trung khởi công và khánh thành nhiều dự án lớn về kinh tế xã hội, hứa hẹn mang lại sự đổi thay mang tính đột phá cho thành phố trong năm 2018 và những năm tiếp theo. Lễ khánh thành cầu Vũ Yên 1 tại xã An Lư, huyện Thủy Nguyên. Lễ khai trương cảng container quốc tế Hải Phòng tại thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải. Lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng khách sạn 5 sao Pullman Hải Phòng, 12 Trần Phú, quận Ngô Quyền. Lễ khởi công dự án trung tâm thương mại Yongmon tại đường Hồ Sen, cầu Rào 2, quận Lê Chân. Lễ khởi công dự án cầu vượt nút giao thông khắc mức đường Nguyễn Văn Linh, dự án Hồ Sen, cầu Rào 2, giai đoạn 2. Lễ khởi công dự án chỉnh trang đô thị ven sông Tam Bạc, đoạn từ cầu Lạc Long đến công viên Tam Bạc, tại một số phường thuộc quận Hồng Bàng. Lễ khánh thành công trình đền liệt sĩ quận Lê Chân tại quận Lê Chân.